Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Hưng Đất Golf. Đây là video 9 hố sau trong trận đánh 18 hố của mình tại sân golf Yên Bái. Sau 9 hố đầu, mình đang có điểm số là dương 4. Đây là điểm số khá thuận lợi để đạt được mục tiêu đánh golf dưới 10 trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, 9 hố sau này mình cần phải cải thiện tốt hơn cảm giác ở những cú putt vì đây là nguyên nhân mất điểm của mình ở 9 hố đầu. Link phần 1 mình có để ở dưới phần mô tả cho những ai chưa xem. Còn nếu mọi người đã xem rồi, hãy cùng mình trải nghiệm nốt 9 hố còn lại tại sân golf Yên Bái nhé. Hố thứ 10 là par 4 có chiều dài 308 yard. Ở hố này nếu mình bám sát tốt ở phía bên trái của fairway thì hoàn toàn có thể một on. Khởi đầu khá là thuận lợi với cú driver đi đúng hướng. Tuy nhiên hôm nay cờ cắm ở phía sau, do vậy chúng ta vẫn còn một cú putt tương đối là xa ở vị trí này. Cú putt đầu tiên quá nhẹ nhưng không sao, cơ hội birdie vẫn còn. Hố tiếp theo, hố số 11 là par 4, có chiều dài là 400 yard. Ở hố golf này, fairway đổ từ phải qua trái và green cũng ở bên trái. Để thuận lợi nhất cho cú đánh thứ hai, mục tiêu của mình sẽ ngắm vào mép phải của băng cờ trái trên fairway. Ok. 102. Khoảng cách tới cờ còn lại của mình là 122 yard. Mình sẽ sử dụng gậy pitching và đánh nhẹ nhàng ở cú đánh này. Hơi trái quá rồi. Không lăn luôn. Ok, không sao. Nên bắt hay chip nhỉ? Bắt nha. Trái qua. Và win hơi xuống. Trời ơi, chưa có duyên nhỉ. Hơi cát rồi. À, trên đến cát à? Ok, thế tốt. Cú đánh thứ hai của mình ở một vị trí không thuận lợi để tấn công cờ bằng gậy gỗ. Do vậy mình sẽ sử dụng cái gậy nam sát và đánh bóng đến một vị trí an toàn. Đẹp đấy. Quả lực tốt đấy. Ok. Yên tâm. 73. À, tầm 70 là đẹp. 70 yard. Có 70 yard rồi, bây giờ mình vẫn còn khoảng tầm 30 yard nữa mới tới cờ. Không sao, chúng ta vẫn có thể chip tốt và cứu được par ở hố này. Spin. Ok, xử lý được. Không đổ mấy. Ok. Okay. Hố golf số 13 là par 4, có khoảng cách là 375 yard. Ở hố golf này fairway tiếp tục có địa hình bẻ từ phải qua trái. Lựa chọn của mình sẽ cố gắng đánh vào mép phải rừng và thực hiện một cú đánh draw ở tình huống này. Tuy nhiên cú đánh lại bị kéo trái khá nhiều. Có kêu. Bên trái là nguy hiểm à? Rất may là bằng một thế lực nào đó, bóng mình vẫn sống sót sau cú đánh vừa rồi. 13. Pitching đi. Khó nhỉ, tranh 7 sắt đi. Đầu tiên mình lựa chọn cái gậy P,
nhưng vì tư thế đứng quá khó, do vậy mình chọn cây gậy bẫy sắt để vỗ bóng ra và mong rằng bóng có thể lăn tới green. Ôi ơi, đâu đây? Dừng trước cát đi. Cát mất rồi. Bóng mình lăn xuống cát bên trái, mình cần phải thực hiện một cú đánh tốt nếu mong muốn giữ điểm par ở hồ golf này. Ok. Biết ngay mà, cầm ngắn gậy lại. Giờ cú đánh vừa rồi mình khá là tham khi cố gắng công cờ, bóng mình lại tiếp tục rơi vào cát và green xuống dốc ở tình huống này. Spin. Ok. Bogey. Hồ thứ 15 là par 4, do hôm nay cắm tee đen nên có chiều dài là 390 yard. Đây là hồ golf khó thứ hai tại sân Yên Bái. Green nằm bên trái. Và mục tiêu của mình sẽ cố gắng bám sát mép trái của fairway vì ở vị trí đó khả năng tiếp cận cờ sẽ ngắn hơn và dễ dàng hơn rất nhiều. Ok đấy. Bao nhiêu nhỉ? P đi. Bị đánh trái hợp lý hơn đúng không? Không phải tí đi. Mình vừa đặt bản thân vào một thế khó vì đây là một cú chip xuống dốc rất nhiều và rất khó để dừng bóng. Trái tầm đấy á? Trái này đấy không? Được đấy. Bơi đi. Bơi đi, bơi đi. Trời ơi. Yes. Đẩy sang trái luôn. Được đẹp thế. Ừ. À, 58 đi. Hơi xuống dốc nhỉ. Dừng. Ôi. Ừ. Ui. Tưởng đổ ra ngoài. Bogey. Hố thứ 17 cũng là hố par 4 dài nhất của sân Yên Bái. Cộng hưởng hôm nay là cắm tee đen nên là có khoảng cách lên tới là 470 yard. Hơi mua đường rồi. Cú đánh driver của mình hơi bị face sang phải, do vậy khoảng cách của cú đánh thứ hai lên tới là 220 yard tới cờ. Vì địa hình lên dốc, gió ngược và qua nước, do vậy mình chọn chơi an toàn bằng cách chia trước nước và thực hiện cú đánh thứ ba lên on. Chắc quả đấy được 50 yard. 129. Ok. P. Quả nữa. Cho vào. Vừa đủ on. Thank you.
hố cuối cùng trong ngày hôm nay là 3 năm, có khoảng cách là 500 yard. Ở hố golf này fairway đổ từ trái qua phải, và nếu hố này mình cắt tốt qua nước về phía bên phải thì hoàn toàn có thể 2 on. Ủa, ok đấy. Mình cắt thêm phải. Cú đánh driver của mình cắt không đủ sâu, do vậy cú đánh thứ hai của mình bị che bởi các cây cao và không thể tấn công. Mình sẽ chọn chia an toàn ở trước cát và đánh cú đánh thứ ba tới on. Ok. Thế là được rồi, hai đất gì? Trong các video sắp tới, nếu mọi người muốn mình review hay trải nghiệm sân golf nào, hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Khoảng cách còn lại của mình là 95 yard. Ở khoảng cách này thường thì mình sẽ lựa chọn cây gậy 54, nhưng mà mình quên mất không cầm theo. Do vậy mình sẽ sử dụng cây gậy 50 và cầm ngắn gậy ở cú đánh này. Đẹp đấy. Ôi, được, hơi thừa tí. Được đấy. Ok, vậy là mình đã kết thúc 18 hố tại sân golf Yên Bái, và hôm nay điểm số của mình đạt được là dương 7. Đối với bản thân thì mình khá là hài lòng với điểm số cũng như phong độ ngày hôm nay. Tuy nhiên mình vẫn bị mắc những lỗi khá là vớ vẩn và thêm những điểm số không đáng có. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Nếu mọi người thích video, hãy để lại một like, một chia sẻ video và subscribe channel Hundus Golf để ủng hộ mình nhé. Mình sẽ quay trở lại với nhiều video thú vị hơn nữa. Hẹn gặp lại mọi người. Bye!